Cầu Thượng Cát sắp được Hà Nội xây dựng trên tuyến đường 3,5, nối chiều dài 820m, rộng 33m, thiết kế 8 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thành phố Hà Nội đánh giá đây là dự án giao thông quan trọng, đầu tư để khớp nối thông tuyến vành đai 3,5 và nằm trong danh mục các dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư và bố trí vốn hàng năm. Cầu Thượng Cát là một trong 10 cây cầu bắc qua sông Hồng nằm trong quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội 2015-2030. Mới đây, Hà Nội đã công bố phương án kiến trúc cầu Tứ Liên. Theo phương án được thành phố phê duyệt, khu vực xây dựng cầu Tứ Liên với điểm đầu dự án kết nối với đường quy hoạch dọc đê Hữu Hồng thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và đường dẫn vào đường Nghi Tàm thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Điểm cuối của dự án kết nối với trục đường quy hoạch trục cầu Thượng Cát, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và trục đường Tứ Liên Cổ Loa Vành Đai thuộc địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Đây sẽ là khu vực nằm ở phía đông bắc của thủ đô Hà Nội. Về hình dáng, cầu sẽ được sử dụng phương án kỹ thuật cầu dây văng tiên tiến, các nhịp lớn với hệ khung kết cấu tháp nhẹ tạo ra sự thanh thoát về mặt hình ảnh tổng thể. Điểm nhấn của cây cầu là hai hệ trụ tháp cao 158m, được tạo hình dựa trên hình ảnh của bốn con rồng đang từ mặt nước vút bay lên trời cao. Với kiểu dáng kết cấu độc đáo hiện đại, vật liệu chủ yếu từ thép, khẩu độ lớn, tầm vóc nổi bật nên rất phù hợp với các hoạt động chào mừng trong các ngày lễ lớn. Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tổng mức đầu tư của cả dự án bao gồm lãi vay là hơn 19.000 tỷ đồng. Cầu Tứ Liên sau khi hoàn thành sẽ cùng với tuyến đường nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên kết nối nhanh khu vực phía Bắc, Đông Bắc sông Hồng, tỉnh Thái Nguyên thông qua đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên với đô thị lõi nhằm giảm tải các cầu như Trương Dương, Long Biên và cầu Thăng Long, đồng thời từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông khung cho Hà Nội. Cầu Trần Hưng Đạo nằm trong 8 công trình đường bộ vượt sông Hồng sẽ sớm được thành phố xây dựng kết nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm. Dự án sẽ có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến khoảng 5,6 km, quy mô 6 làn xe cơ giới. Cùng sự hoàn thiện các tuyến đường vành đai, những cây cầu mới không chỉ kết nối hai bờ sông Hồng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị. Cùng với những cây cầu hiện có, thành phố đang rất cần thêm những công trình kết nối hai bờ sông Hồng mới để khép kín các vành đai giao thông, mở hướng phát triển về phía những vùng đất giàu tiềm năng như Đông Anh, Gia Lâm và Long Biên. Những cây cầu này sẽ là mạch nối thẳng đến tương lai của đô thị Hà Nội với trục không gian đặc biệt mang tính biểu tượng chủ đạo trong phát triển toàn diện trục sông Hồng. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở sẽ được hưởng lợi từ việc di dân. Một số dân cư phố cổ trước đây đã chuyển sang các quận giáp danh tại khu vực phía đông sinh sống do các điều kiện hạ tầng tốt, việc đi lại thuận tiện. Tỷ trọng nguồn cung căn hộ tại phía đông trong tương quan với tổng nguồn cung cả thị trường đã tăng từ mức rất thấp vào năm 2011 lên 18% vào năm 2023. Không chỉ tăng về nguồn cung, giá bất động sản khu vực này cũng tăng đáng kể. Giai đoạn 2013-2023, giá chào bán các sản phẩm bất động sản thị trường sơ cấp ghi nhận mức tăng đều, trung bình 20% một năm. Các chuyên gia nhận định, thời gian tới sản phẩm bất động sản tại các khu vực này nói riêng và Hà Nội nói chung sẽ ngày càng cải thiện. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối hai bên bờ sông Hồng cũng thúc đẩy sự phát triển của các tiện ích khác, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản phát triển ly tâm, nhất là khi quỹ đất tại khu vực trung tâm không còn nhiều. Chính vì vậy, những cây cầu như Trần Hưng Đạo, rồi cầu Tứ Liên và Thượng Cát cần sớm được triển khai để tiếp tục mở rộng không gian phát triển ra phía đông và phía bắc thủ đô.